Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Thế giới 7 ngày của kênh VTC14. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay cũng như là gặp gỡ với khách mời, xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 7 ngày vừa qua. Chủ nhật ngày 9 tháng 3, triển lãm công nghệ thông tin lớn nhất thế giới Cebit năm 2014 đã chính thức khai mạc tại thành phố Hannover, miền Tây nước Đức. Gần 3.400 công ty từ 70 nước trên thế giới đến trưng bày sản phẩm công nghệ mới nhất tại cuộc triển lãm này, trong đó có những tập đoàn lớn như Samsung Hàn Quốc, Huawei Trung Quốc, IBM, Microsoft của Mỹ. Công nghệ cho phép quản lý và sử dụng một cách hiệu quả và đáng tin cậy số lượng lớn các cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng hướng tới củng cố an ninh mạng là chủ đề chính của triển lãm lần này. Cùng ngày, lần đầu tiên từ những năm 90 của thế kỷ trước, các nhà khoa học đã phát hiện thêm 4 loại khí thải mới gây hại cho tầng ozone bảo vệ trái đất, gồm 3 loại khí thải thuộc nhóm CFC và 1 loại thuộc nhóm HCFC. Tính tới năm 2012, lượng 4 loại khí thải này tích tụ trong khí quyển là khoảng 74.000 tấn. Theo các nhà khoa học, CFC có thể giữ sức nóng của mặt trời trong bầu khí quyển cao gấp hàng nghìn lần so với chất carbon dioxide. Chính vì vậy, chúng là nguyên nhân gây nên tình trạng biến đổi khí hậu. Thứ hai ngày 10 tháng 3, một quan chức Trung Quốc xác nhận hiện trên cả nước Trung Quốc đã có nhiều nơi phát hiện người nhiễm cúm H7N9 với 340 trường hợp và tỷ lệ tử vong lên tới 30%. Riêng tại tỉnh Quảng Đông, số người nhiễm cúm H7N9 là 84 trường hợp, trong đó đã có 23 người thiệt mạng, chiếm 28%. Hiện vẫn chưa xác định rõ đường lây nhiễm của virus cúm này. Xét theo số liệu về bệnh dịch thì trên 80% trường hợp đều lây nhiễm từ chợ gia cầm. Thứ ba ngày 11 tháng 3, Nhật Bản tổ chức tưởng niệm 3 năm ngày xảy ra thảm họa kép động đất sóng thần hồi năm 2011. Các hoạt động tưởng niệm được tổ chức ở các thành phố, thị trấn gần khu vực xảy ra thảm họa và tại thủ đô Tokyo, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko chủ trì lễ dâng hoa tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa thiên tai được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử thời bình của Nhật Bản. Chính quyền nhiều địa phương cũng kéo chuông cảnh báo sóng thần vào lúc 2 giờ 46 phút theo giờ địa phương, thời điểm xảy ra trận động đất mạnh 9 độ Richter làm rung chuyển khu vực miền đông Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 15.884 người, trong khi 2.636 người hiện vẫn còn mất tích. Sau khi được sơ tán khỏi vùng thảm họa, khoảng 267.000 người hiện vẫn phải sống tại các khu nhà tạm nằm rải rác trên cả nước. Thứ Tư ngày 12 tháng 3, một vụ nổ lớn đã xảy ra khiến hai tòa nhà 5 tầng với 15 căn hộ tại khu vực thượng Manhattan thuộc thành phố New York, Mỹ bị san phẳng và gây chấn động mạnh trong bán kính hàng trăm mét. Vụ nổ làm ít nhất 8 người chết và hàng chục người bị thương. Trong số người bị thương hiện có 3 người lớn và 1 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. Do rỉ khí ga được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Cùng ngày, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán khi hàng chục nghìn người đổ xuống các đường phố ở thủ đô Ankara và nhiều thành phố khác của nước này nhân đám tang thiếu niên Berkin Elvan, người vừa qua đời sau thời gian dài hôn mê vì bị trúng đạn lạc của cảnh sát trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ mùa hè năm ngoái. Đụng độ xảy ra khi cảnh sát bắt giữ khoảng 70 người biểu tình cố tình cản trở giao thông, khiến một số người bị thương ở thủ đô Ankara. Các nhà chức trách Trung Quốc thứ Năm ngày 13 tháng 3 cho biết có 31 người thiệt mạng và 9 người mất tích sau khi hai xe tải chở hóa chất nguy hiểm đụng nhau trong một đường hầm ở Trung Quốc, gây ra vụ nổ lớn. Sự việc xảy ra trong đường hầm cao tốc nối giữa thành phố Tấn Thành thuộc tỉnh Sơn Tây và thành phố Tế Nguyên của tỉnh Hà Nam. Theo thông báo của phòng thông tin của thành phố Tấn Thành, chất methanol bị rò rỉ từ phía trước chiếc xe được cho là châm ngòi một ngọn lửa, gây ra vụ nổ và làm nhiều xe tải bốc cháy. Trong khi đó, tại Mỹ, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 23 người bị thương sau khi một chiếc xe lao vào hàng rào dựng tạm tại lễ hội âm nhạc South by Southwest ở Austin, bang Texas, rồi đâm vào đám đông người đi bộ. Hai nạn nhân chết ngay tại hiện trường ở trung tâm thành phố Austin, trên đoạn phố nơi có nhiều câu lạc bộ. Trong số 23 người được đưa tới bệnh viện thì có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương.
Rạng sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 3, một máy bay của hãng hàng không US Airways của Mỹ đã gặp sự cố khi đang cất cánh, buộc giới chức hàng không nước này phải sơ tán toàn bộ hành khách. Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, máy bay đã bất ngờ lao lên và nhào xuống khi cất cánh. Hình ảnh được đăng tải trên Twitter cũng cho thấy bánh trước của máy bay đã bị nổ và tóe lửa sau khi chạy một đoạn trên đường băng. Khói trắng đã bốc lên sau đó 7 đến 10 phút. Vụ việc khiến một hành khách bị thương nhẹ. Sự cố này cũng khiến các chuyến bay khác bị hoãn lại trong 2 giờ đồng hồ. Thứ Bảy ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết chưa có bằng chứng cuối cùng để khẳng định rằng chiếc máy bay Boeing 777-200 số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia bị không tắc. Tuy nhiên, ông cho rằng chiếc máy bay đã quay trở lại vị trí cuối cùng được lưu lại trên radar dân sự và tín hiệu mà radar quân sự Malaysia bắt được tại khu vực phía bắc của eo biển Malacca là từ chiếc máy bay mất tích. Nhiều khả năng thiết bị liên lạc trên máy bay đã bị vô hiệu hóa và sự di chuyển của máy bay là hành động có chủ đích. Hiện nhà chức trách Malaysia đã quyết định ngừng hoạt động tìm kiếm tại Biển Đông và tập trung các nỗ lực tìm kiếm sang Ấn Độ Dương. Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm chú ý của thế giới trong suốt một tuần qua không gì khác chính là câu chuyện máy bay Malaysia mất tích và cả thế giới dường như luôn nín thở để chờ đợi những thông tin mới nhất. Tuy nhiên, cho đến tận chiều ngày hôm qua ngày 15 tháng 3 thì thông tin chắc chắn nhất về vụ việc này mà người ta có được là tuyên bố của Thủ tướng Malaysia trong một cuộc họp báo mà lần đầu tiên ông này tổ chức, đó là chiếc máy bay MH370 mất tích thì đã chuyển hướng quay về Malaysia trước khi chuyển hướng về phía Tây Bắc sang Ấn Độ Dương. Ngoài ra thì đến thời điểm này thì giới chức Malaysia vẫn chưa lần gỡ được bất cứ một dấu tích nào đáng kể về chuyến bay mất tích cũng như là số phận của 239 hành khách cũng như là phi hành đoàn. Và điều đáng nói là sự cố lại xảy ra với một chiếc máy bay được cho là hiện đại và tối tân nhất hiện nay, Boeing 777. Trong khi đó thì không ít những thông tin không đồng nhất của mà giới chức Malaysia đưa ra đã khiến cho thân nhân các hành khách cũng như là dư luận hết sức là hoang mang và thậm chí là đã đẩy lên đến sự tức giận. Và những thông tin mới nhất xung quanh vụ việc máy bay Malaysia mất tích cũng như là các yếu tố kỹ thuật của dòng máy bay Boeing 777 cùng một số nguyên tắc trong đảm bảo an toàn bay sẽ được làm rõ trong chương trình Thế giới 7 ngày ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Đinh Đức Tuấn, Phó trưởng Ban An toàn Chất lượng và An ninh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines. Và ông Đinh Đức Tuấn thì cũng là thanh tra bay của Cục Hàng không Việt Nam. Trước hết xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho kênh VTC14 và xin được giới thiệu với quý vị và các bạn là ông Đinh Đức Tuấn cũng là một cơ trưởng ở Boeing 777 dày dặn kinh nghiệm với 9 năm kinh nghiệm bay và đã từng 21 năm bay dòng máy bay Boeing. Trước khi đến với phần trao đổi cùng ông Đinh Đức Tuấn thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Hãng tin Reuters cho biết trong những ngày qua, một pháp sư nổi tiếng của Malaysia đã làm lễ tại sân bay Kuala Lumpur nhằm xác định vị trí chiếc Boeing 777 gặp nạn. Vị pháp sư này được cho là đến theo lời mời của các nhà lãnh đạo cấp cao nước này. Sự việc này đã khiến dư luận Trung Quốc xôn xao và tỏ ra không đồng tình với cách làm của chính phủ Kuala Lumpur. Trong khi đó, dư luận trong nước cũng tỏ ra ngạc nhiên khi chính phủ lại dùng biện pháp tâm linh để tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 mất tích vào rạng sáng ngày 8 tháng 3. Trên mạng xã hội, nhiều người Trung Quốc sửng sốt khi thấy những biện pháp tâm linh đang được cân nhắc để truy tìm máy bay khi chiến dịch tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Trước đó, quan chức Jamil Khor đến từ phủ thủ tướng Malaysia cho biết chính phủ sẽ sử dụng bất kỳ biện pháp nào để tìm chiếc máy bay mất tích, bao gồm cả việc nhờ pháp sư, miễn là những biện pháp đó không đi ngược với quy tắc của Hồi giáo. Năm 2012, hơn 200 người ở Malaysia đã mất tổng số tiền lên tới 23 triệu nhân dân tệ, khoảng 80 tỷ đồng trong các vụ lừa đảo liên quan đến pháp sư. Vâng, thưa ông Đinh Đức Tuấn, không phải một điều ngẫu nhiên mà những người làm chương trình sắp xếp phóng sự về việc Malaysia viện đến pháp sư để tìm máy bay mất tích ở ngay phần đầu của chương trình. Bởi vì nó cho thấy một điều rằng là khi mà những cái phương tiện hiện đại không giúp được Malaysia tìm kiếm, trả lời được câu hỏi là máy bay mất tích đang ở đâu, thì người ta đành phải theo kiểu là có bệnh thì phải vái tứ phương. Và khi cái sự việc này xảy ra, với dòng máy bay mà được cho là hiện đại và tối tân nhất hiện nay thì rất nhiều cái phương án, rất nhiều giả thiết chắc chắn là sẽ được đặt ra. Vậy cụ thể, theo ông thì có những khả năng nào đã xảy ra với chiếc máy bay này? Lúc đầu khi mà nghe thông tin về chuyến bay MH370 thì có rất nhiều giả thiết được đưa ra. Tất nhiên người ta tập trung vào vấn đề thời tiết, kỹ thuật và yếu tố con người. Thời tiết thì chúng ta có thể loại bỏ
bởi vì thời tiết ngày hôm đó là thời tiết tốt trong khu vực đó. Về vấn đề kỹ thuật, có thể xảy ra mà mất liên lạc cùng một lúc, trừ khi máy bay bị nổ tung trên trời. Nhưng những cái thông tin mà chúng ta nhận được thì hệ thống liên lạc với mặt đất bị tắt cách nhau khoảng 14 phút. Như vậy là tình trạng về kỹ thuật máy bay nổ tung trên trời là sẽ không có. Như vậy chỉ còn lại là yếu tố con người. Và tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cái hệ thống liên lạc của máy bay Boeing 77 có khoảng độ 4 hệ thống. Mỗi một hệ thống là có 2 đến 3 bộ độc lập với nhau. Chính vì thế nên mất liên lạc hoàn toàn giữa máy bay và mặt đất là hầu như ít có thể xảy ra. Ở đấy là những thông tin về những ngày gần đây chúng ta mới có được những thông tin nó chính xác như vậy. Chứ còn ngay trong 1-2 ngày đầu tiên gần như là chúng ta không có một thông tin gì về cái sự biến mất của máy bay này cả. Và rất nhiều những cái giả thiết, thậm chí là có những người đã dùng đến những cái giả thuyết mang tính siêu nhiên để lý giải cho sự mất tích của chiếc máy bay này. Từ trước đến nay thì Boeing, đặc biệt là Boeing 777 thì vẫn được đánh giá là một dòng máy bay cực kỳ an toàn và có cái hệ thống liên lạc tối tân và đa tầng. Cụ thể thì nó là như thế nào? Vâng, hệ thống của máy bay Boeing 77 chúng ta có thể liên lạc với mặt đất bằng nhiều phương thức khác nhau. Có thể là bằng hệ thống định vị toàn cầu, có thể là bằng giữa máy tính và máy tính, và lời nói giữa con người với con người ở dưới mặt đất. Và gồm nhiều hệ thống, nhiều bộ độc lập với nhau. Mọi người khi mà biết được cái thông tin là máy bay mất liên lạc hoàn toàn với mặt đất, vậy thì cái máy bay đấy, ví dụ đến thời điểm này chúng ta xác định là nó vẫn còn di chuyển thêm vài giờ đồng hồ nữa, nó có thể tự di chuyển, có hệ thống định vị để tự di chuyển hay không, hay là nó di chuyển một cách rất là ngẫu hứng ở trên bầu trời được? Vâng, đối với máy bay Boeing 777 thì hệ thống dẫn đường đã được cài đặt ở trên máy tính, và các đường bay phi công có thể lựa chọn và bay theo những đường bay tự mình sắp đặt ra, và tự mình lựa chọn những cái sân bay mình có thể là hạ cánh ở sân bay đó. Nghĩa là chúng ta có thể hiểu rằng là mặc dù mất liên lạc với mặt đất nhưng mà nó vẫn có thể đi theo một cách có kỹ thuật, đúng không ạ? Dạ đúng rồi, và đây phải là người có hiểu biết, và khi mà chọn những cái đường bay thì người ta cũng hiểu biết được khu vực nào có thể tránh được loại radar sơ cấp. Với những thông tin mới nhất mà phía Malaysia đưa ra, đó là việc máy bay đã đổi hướng quay về Malaysia, sau đó hướng về phía Tây Bắc lên Ấn Độ Dương, cộng với những cái số liệu liên quan đến nhiên liệu của máy bay thì dự đoán thì máy bay sẽ bay được trong khoảng bao nhiêu xa và đến khu vực nào nữa? Từ khi mà tín hiệu máy bay bị mất liên lạc mà với số lượng dầu nạp trên máy bay thì máy bay như vậy có thể bay thêm được 6 tiếng đồng hồ nữa. Nhiều tháng trước khi xảy ra vụ máy bay của Malaysia mất tích thì Cục Hàng không Dân dụng của Mỹ đã từng cảnh báo là dòng máy bay Boeing 777 có nguy cơ bị gãy khi đang bay. Theo ông thì cái nguy cơ này có lớn không, và điều này có thể xảy ra được với MH370 không ạ? Vâng, thông tin này chúng ta cần phải kiểm chứng. Tuy nhiên đối với chúng tôi chưa nhận được thông tin nào là nguy cơ máy bay bị gãy. Không cứ gì Mỹ, mà đặc biệt kể cả Cục Hàng không của Việt Nam, chỉ cần phát hiện một nghi ngờ nhỏ nhỏ thì lập tức các máy bay đều phải nằm dưới mặt đất và đều phải được kiểm tra lại tình trạng và báo cáo về thì máy bay mới đưa vào khai thác. Nên cái nguy cơ đó thì kể cả người lái và kể cả khách không ai dám đối mặt với những nguy cơ có thể có cảnh báo như thế. Có nghĩa là cái thông tin này vẫn phải được kiểm chứng lại? Vâng, dạ vâng. Hoặc là từ ngữ dùng ở trong đó như thế nào. Nếu một vết dạn hoặc một vết nứt ở đâu đó thì có thể là có lý hơn là có nguy cơ bị gãy. Nếu nguy cơ bị gãy thì tất cả máy bay đều phải nằm dưới mặt đất để chờ kiểm tra. Bởi vì theo thông tin mà chúng tôi được biết là cùng với cái lời cảnh báo này được đưa ra thì phía Mỹ cũng đưa ra được con số máy bay liên quan và chịu ảnh hưởng từ lời cảnh báo này khoảng hơn 100 chiếc. Vâng, tức là số lượng máy bay hoặc cùng một cái đợt mà máy bay đó, series máy bay đó ra đời thì cùng một thời kỳ đó nếu có phát hiện thấy một nghi ngờ gì nhỏ nhỏ thì lập tức những cái số lượng máy bay đó cũng đều phải nằm dưới mặt đất để kiểm tra. Sau khi kiểm tra tốt thì mới đi bay. Và hiện cái nay... cảnh báo là nguy cơ thì hầu như là không có cái cảnh báo nguy cơ được. Vâng, vâng. Đó là vấn đề mang liên quan đến yếu tố kỹ thuật. Dạ, vâng. Như vừa nãy tôi có đề cập là một trong những cái giả thiết mà được đưa ra khi một cái máy bay to lớn như thế mất tích, đó là những giả thiết mang tính siêu nhiên. Vâng. Vậy thì trước nay chúng ta cũng biết là một số cái khu vực ở trên trái đất này mà máy bay đi qua mà mất tích một cách bí ẩn, thì cụ thể là có những cái khu vực như thế nào? Thực sự ra đối với những đường bay của hàng không dân dụng bây giờ thì chúng tôi không bao giờ nhận được cảnh báo là những khu vực đó là khu vực nguy hiểm. Bởi vì tất cả những đường bay của máy bay hàng không dân dụng đã được kẻ vẽ, đã được thiết lập nên bởi vì phối hợp với nhiều quốc gia, nhiều cơ quan, nhiều chuyên gia để làm sao đảm bảo an toàn nhất và hiệu quả nhất cho mỗi chuyến bay. Chính vì thế nên là tất cả những cái đường bay bây giờ trên thế giới mà các máy bay bay qua đều không có bao giờ có cảnh báo là cái vùng đó là vùng nguy hiểm. Những cái cảnh báo vùng nguy hiểm đó nếu không áp dụng với máy bay dân dụng thì áp dụng với một số dòng máy bay khác thì nó có thể xuất phát từ những cái yếu tố như thế nào? Từ những yếu tố có khả năng là máy bay đột ngột mất tích hoặc là tàu biển đột ngột mất tích mà các cuộc điều tra hoặc tìm kiếm không tìm ra được,
thì người ta cho cái khu vực đó là nguy hiểm. Tại vì cũng mất tích một sự bí hiểm là cho cái vùng đó là vùng bí hiểm. Và chính vì bí hiểm mà chúng ta cũng chưa có câu trả lời, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục ở phần trao đổi trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong khi cả thế giới thì đang dõi theo mọi động thái của Malaysia, bởi mọi người đều hiểu rằng là một chiếc máy bay to lớn như là Boeing 777 thì với cái sải cánh dài 61m thì không thể có thể biến mất một cách không để lại dấu vết như vậy. Thì tâm trạng của người dân Malaysia và đặc biệt là tâm trạng của thân nhân của 239 hành khách cũng như là phi hành đoàn lại nhanh chóng chuyển sang giận dữ, bởi vì là giới chức của Malaysia Airlines liên tiếp đưa ra những cái thông tin mâu thuẫn với nhau. Trước đó, tờ Nhật báo Phố Quân ngày 13 tháng 3 dẫn lời các chuyên viên điều tra hàng không và quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho hay, có thể máy bay đã tiếp tục bay hàng trăm km sau khi mất liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Không lưu sáng ngày 8 tháng 3 vừa qua. Các quan chức chống khủng bố Mỹ đang điều tra khả năng một phi công hoặc ai đó có mặt trên chuyến bay đã can thiệp để đổi hướng di chuyển của máy bay sau khi vô hiệu hóa hệ thống phát tín hiệu để tránh bị radar phát hiện. Sự bí ẩn xung quanh đường bay cũng như nguyên nhân máy phát tín hiệu không hoạt động khiến nhiều chuyên gia cho rằng sự biến mất của máy bay MH370 thực chất là một vụ không tặc để trưng dụng máy bay cho một mục đích mờ ám. Giả thuyết trên của các nhà điều tra Mỹ dựa trên những dữ liệu do động cơ Rolls-Royce trên Boeing 777-MH370 gửi về cho Trung tâm Giám sát của Rolls-Royce tại Derby, Anh. Đây là cơ quan làm nhiệm vụ theo dõi các động cơ máy bay do hãng sản xuất trên các chuyến bay vòng quanh thế giới. Theo tạp chí New Scientist, cơ quan mặt đất này đã nhận được ít nhất hai luồng dữ liệu từ máy bay MH370, một vào thời điểm cất cánh và một trên đường bay tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong phản ứng đưa ra ngay sau đó, Malaysia đã bác bỏ thông tin máy bay đã bay thêm nhiều giờ sau khi mất liên lạc, khẳng định thông tin này là không chính xác. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hisamuddin Hussein nêu rõ, theo những thông tin cuối cùng nhận được từ máy bay là vào lúc 1 giờ 07 phút giờ địa phương, mọi việc đều bình thường. Ông Hussein cũng cho biết, đại diện của Rolls-Royce và Boeing hiện đang hỗ trợ công tác tìm kiếm tại Kuala Lumpur chưa từng đề cập tới thông tin trên. Về thông tin trước đó liên quan tới hình ảnh vệ tinh của Trung Quốc, cơ quan thực thi hàng hải Malaysia đã cử máy bay do thám đến hiện trường, nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì. Malaysia đã liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia, và Đại sứ quán khẳng định những thông tin này được đưa ra là do nhầm lẫn và không có bất cứ mảnh vỡ nào từ máy bay MH370. Vâng, với một cái sự việc mà mang cái ảnh hưởng tầm ảnh hưởng lớn như thế này và có nhiều yếu tố được cho là bí ẩn như thế này thì cái mà dư luận trông mong nhiều nhất đó chính là thông tin, luôn luôn là thông tin. Tuy nhiên thì trong những ngày vừa qua chúng ta chứng kiến được gì ạ? Chúng ta chứng kiến được từ phía Malaysia là sáng thông tin một đằng, chiều thông tin một nẻo, rồi là người này phát ngôn, người kia lại bác bỏ. Người ta cảm giác được như là những nhà chức trách của Malaysia thì vẫn thiếu nhất quán, thậm chí là lúng túng trong việc cung cấp những thông tin chính thức cho dư luận, và thậm chí đến thời điểm này những thông tin mang tính chính thống là rất ít. Vậy thì trước khi chúng ta bàn sâu hơn về cái việc thông tin của Malaysia thì ông có thể cung cấp cho khán giả một vài những cái diễn biến mới nhất về kết quả tìm kiếm đến cái ngày hôm nay với chiếc máy bay MH370 mất tích ạ? Vâng, theo như tôi biết được thì kết quả tìm kiếm cho đến ngày hôm nay, mà đặc biệt đối với phía Việt Nam của mình, thì kết quả duy nhất chúng ta đạt được là gì? Thể hiện được cái tính nhân đạo của mình đối với thế giới, trách nhiệm của Việt Nam là thành viên của Tổ chức Hàng không Thế giới, và chúng ta cũng chứng minh được cho những người quan tâm những cái khu vực trong lãnh thổ của chúng ta đã được tìm kiếm và không có một dấu vết nào. Như vậy cũng loại trừ được khả năng là máy bay đã rơi ở trong khu vực biển của chúng ta. Đó là những cái kết quả mà chúng ta có thể thấy được trước mắt. Còn hiện tại bây giờ thì hầu như đối với tất cả 14 nước tham gia kiểm tra thì kết quả vẫn là chỉ là con số 0. Và vấn đề và đang dự đoán là máy bay đi theo hướng Tây Bắc sang vùng Trung Đông, hoặc là máy bay đi về hướng Nam về vùng của Úc, thì vấn đề là có đang được đặt ra, và chắc là công tác tìm kiếm thì vẫn còn phải tiến hành, và kết quả thì chúng ta vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Vâng, đây không phải lần đầu tiên một chiếc máy bay to lớn như thế mất tích, và vào năm 2009 thì chúng ta đã chứng kiến chiếc Airbus 330 của Air France mang số hiệu 447 mất tích ở trên Ấn Độ Dương, trên Đại Tây Dương. Vậy thì so với cái vụ việc năm 2009 với vụ việc này thì ông đánh giá như thế nào về cái sự phối hợp thông tin của phía Malaysia với các nước liên quan? Theo như tôi được biết thì cái chuyến bay mà AF447 khi rơi ở Đại Tây Dương thì công tác tìm kiếm chỉ sau 3 ngày đã xác định được vị trí máy bay. Tuy nhiên công tác trục vớt và cứu nạn thì phải kéo dài thời gian rất dài, bởi vì là máy bay ở khu vực
ở độ có độ sâu, tương đối sâu. Nhưng ngày đó thì thông tin đến với những người thân của những người thân của những nạn nhân ở trên máy bay đó và thông tin đối với công chúng thì luôn luôn được cập nhật và rất kịp thời. Tuy nhiên đối với lại cái chuyến bay này thì nó cũng hơi kỳ lạ về sự mất tích của máy bay, nhưng cũng rất kỳ lạ về thông tin, đặc biệt là của các giới chức mà như chúng ta đã theo dõi trên phương tin đại chúng, đặc biệt là Trung Quốc thì cũng rất là phản đối về cái chuyện mà chậm trễ về thiếu thông tin, đặc biệt là kể cả chúng ta khi tham gia tìm kiếm, nhưng những thông tin cụ thể để tìm kiếm thì cũng tương đối là chậm. Nếu mà những thông tin này mà được đưa ra sớm hơn thì tập trung vào cái khu vực tìm kiếm nó cũng đỡ tốn kém hơn và có thể là kịp thời hơn. Về phía cái sự chậm trễ và không nhất quán trong cung cấp thông tin của phía Malaysia thì không chỉ khiến cho thân nhân của những người liên quan này và khiến cho giới chức của các quốc gia liên quan cũng có phần giận dữ và không hài lòng. Tuy nhiên điều một trong những điều nữa mà khiến cho người ta hơi giật mình trong vụ việc này đó là việc giới chức hàng không của Malaysia thì đã để lọt lưới tận 2 hành khách sử dụng hộ chiếu giả. Đâu là cái kẽ hở trong cái việc đảm bảo an ninh hàng không của Malaysia? Vâng, hiện tại cái hiện trạng mà sử dụng hộ chiếu giả, sử dụng giấy tùy thân giả bây giờ đang diễn biến rất là mạnh ở trên thế giới. Và chúng tôi cũng đã có cái thống kê, năm 2013 và những tháng đầu năm của năm 2014 thì vấn đề hành khách sử dụng hộ chiếu giả, giấy tờ tùy thân giả đang diễn ra rất là nhiều ở trên thế giới này. Còn lỗ hổng về an ninh thì khi một cuộc điều tra bắt đầu xác định được vấn đề mà phải điều tra thì tất cả các quy trình về an ninh đều phải được rà soát lại, nhỏ nhất từ những cái ví dụ như là thức ăn, suất ăn đưa lên máy bay, hoặc là từ niêm phong máy bay ở dưới trong khi mà làm bảo dưỡng, hoặc là những quy trình an ninh khi mà hành khách làm thủ tục để đi lên máy bay và quy trình ở trong buồng lái, tất cả những quy trình đó đều phải được sát xét lại, thì khi đó các lỗ hổng thì chúng ta sẽ phát hiện ra rất dễ. Được biết là sau vụ khủng bố tại Mỹ ngày 11 tháng 9 thì Interpol đã lập một cái bộ hồ sơ những cái dữ liệu liên quan hộ chiếu bị đánh cắp trên toàn thế giới. Việt Nam mình có tiếp cận được với cái dữ liệu này không? Tất cả là Việt Nam mình, đặc biệt là ngành hàng không thì cũng có mối liên hệ rất là tốt đối với bộ phận an ninh của Việt Nam và được cung cấp thường xuyên những người mà có khả năng là dùng hộ chiếu giả hoặc giấy tờ giả có khả năng đi trên những chuyến bay của Vietnam Airlines, và chúng tôi đều có những cái thống kê và đều ghi nhận về những trường hợp này. Vâng, một cái sự cố xảy ra, thực tế đã xảy ra tại Malaysia thì cũng chỉ chứng minh thêm một điều rằng là mọi sự cẩn trọng của chúng ta vẫn không phải là thừa, đúng không ạ? Một điều nữa mà cũng khiến dư luận cũng rất là ngạc nhiên đó là liên quan đến chính những người phụ trách trên máy bay, cơ phó của chiếc máy bay mất tích năm 2011 thì đã được cho là đã cho 2 phụ nữ vào trong khoang lái của mình, và điều này thì được xem là vi phạm nghiêm trọng cái quy tắc về an toàn bay. Cụ thể thì ngành hàng không có những quy định như thế nào để bảo an toàn liên quan đến vấn đề này? Đối với ngành hàng không ấy, thì chương trình an ninh đã ra đời cùng với sự an toàn của tất cả những chuyến bay, đặc biệt sau ngày 11 tháng 9, sau vụ việc xảy ra ở Mỹ thì tình hình an ninh đã có thay đổi. Bây giờ chúng ta đã có cả một chương trình an ninh và đặc biệt rất là nghiêm ngặt, nên cái sự vi phạm của lái phụ đó là như anh nói, đúng là sự vi phạm chứ không phải là sai lỗi nữa. Vậy thì cái quy tắc cụ thể hơn là ông vừa nói là cái quy tắc liên quan đến cái sự an toàn trên máy bay ra đời sau năm 2001 vụ 11 tháng 9 hay là lâu trước hay là sau? Trước đó rồi ạ. Tôi đã gắn bó với ngành hàng không. Vâng. Tuy nhiên sau ngày 11 tháng 9 thì được chặt chẽ hơn. Vâng. Vâng. Cái vụ việc này thì không phải là hy hữu mà ở Việt Nam chúng ta thì cũng đã từng xảy ra năm 2013. Cụ thể trong trường hợp đấy thì Vietnam Airlines đã xử lý như thế nào? Vâng, cũng đây là một sự việc rất là đáng tiếc đối với một phi công cũng tương đối là có trình độ và hiểu biết. Tuy nhiên ở đây là cái sai lỗi ở đây và thực sự đây là sự vi phạm là thiếu kinh nghiệm về mặt ứng xử. Đối với Vietnam Airlines chúng tôi sau vụ việc đó đã làm giảng bình toàn tổng công ty, thông báo cho toàn tất cả các phi công và các tiếp viên đều được biết, kể cả thành phần mặt đất. Và đối với cá nhân thì cũng đã có hình thức xử lý thích đáng, đưa xuống vị trí thấp hơn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Vâng, trong phần đầu của chương trình thì cùng với thông tin mà phía Malaysia cung cấp, ông cũng khẳng định rằng là cái sự mất tích của chiếc MH370 trong trường hợp này là do yếu tố con người nhiều hơn. Trong một động thái mới nhất thì nhà chức trách của Malaysia thì đã tiến hành khám xét nhà của phi công chiếc máy bay mất tích ở Kuala Lumpur. Vậy thì cụ thể vai trò của phi công trong cái vụ việc này theo ông đến mức nào?
Nếu mà xác định đây là vấn đề do yếu tố con người tác động thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, hoặc là tổ lái bao gồm cơ trưởng và lái phụ, hoặc là hành khách là không tặc đã lọt qua và được vào buồng lái. Chính vì thế nên những giả thiết bây giờ người ta đưa ra tập trung có thể sẽ là vào tổ lái hoặc là những cái hành khách có nghi vấn ngồi dưới khoang khách mà đột nhập trong buồng lái. Vai trò phi công ở đây, tại sao người ta nói phải tiến hành đối với lệ phi công? Bởi vì chỉ có những con người đó mới am hiểu được các hệ thống của 77 và những cái hành động mà các những người đó can thiệp vào thì chỉ những người có am hiểu về 77 mới làm được. Còn nếu một hành khách bình thường thì chúng ta không thể làm được những cái việc như thế. Nên điều tra mà tập trung vào cái xu hướng đó thì cũng không thừa. Vâng, cái sự tác động một cách có chủ đích vào một hệ thống hiện đại cộng với việc là trước đó các dữ liệu điều tra ở trên tầm quốc tế thì khẳng định là các hành khách ở trên chuyến bay này thì rất ít liên quan yếu tố khủng bố, thì cũng đang hướng cái sự nghi ngờ của dư luận nhiều hơn vào phi hành đoàn, vào cụ thể là cơ trưởng, cơ phó. Vậy thì trong lịch sử của ngành hàng không thì đã có xảy ra những cái vụ việc mà cái sự tai nạn hoặc biến mất của máy bay liên quan đến những cá nhân này chưa? Sự tai nạn máy bay mà đã liên quan đến một phi công của Singapore cũng đã tự sát bằng hành động là ngồi trên máy bay và cho máy bay lao xuống thì cũng đã có trường hợp đó xảy ra. Cụ thể là bao lâu chưa ạ? Tôi nhớ không nhầm thì cái đây khoảng 3-4 năm gì đó của hãng không Singapore. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vụ mất tích một cách bí ẩn của một phương tiện tối tân thì đang thu hút được sự quan tâm của cả thế giới, và gần như mọi lực lượng hải quân đang hiện diện ở Đông Nam Á thì đều đã tham gia vào cuộc tìm kiếm chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370. Và hãy cùng nhìn lại một vài hình ảnh trong cuộc tìm kiếm quy mô lớn này. Tính đến cuối ngày 12 tháng 3 đã có 42 tàu, 39 máy bay và 11 vệ tinh có thể phát hiện vật thể bằng quả bóng chày của 12 quốc gia tham gia tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Trong đó Trung Quốc đã điều thêm máy bay quân sự thứ 3. Sáng cùng ngày, tàu đổ bộ Côn Luân Sơn cũng đã đến vùng vịnh Thái Lan để bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, nâng tổng số tàu tìm kiếm và cứu hộ của Trung Quốc thực hiện sứ mệnh này lên 8 tàu. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera cho biết, nước này đã quyết định phái 4 máy bay thuộc lực lượng phòng vệ, gồm 2 máy bay vận tải C-130 và 2 máy bay tuần tiễu P-3C tới giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, nước này bắt đầu hợp tác với Malaysia trong chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Theo đó, Ấn Độ đã chỉ định một nhóm chuyên trách giải quyết vấn đề này, đồng thời đẩy nhanh tiến trình chia sẻ thông tin. Được biết, Hải quân Ấn Độ đã và đang tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ máy bay mất tích tại eo biển Malacca, sắp mở rộng phạm vi tìm kiếm tại vùng biển Andaman, phía tây vịnh Bengal và phía tây Malaysia, theo đề nghị của Kuala Lumpur. Trong khi đó, trước khi chuyển hướng tìm kiếm sang vùng biển Ấn Độ Dương, Mỹ đã điều 2 tàu khu trục cùng 2 trực thăng HM-60R Seahawk và một chiếc máy bay P-3C Orion để sục sạo khu vực eo Malacca và vịnh Thái Lan. Còn quân đội Philippines, bất chấp việc chỉ có tiềm lực nhỏ bé, quân đội nước này vẫn lập tức điều các tàu tìm kiếm cứu hộ và máy bay vào Biển Đông, chỉ sau vài giờ kể từ khi chiếc máy bay được báo cáo mất tích vào thứ Bảy tuần trước. Các nước láng giềng của Malaysia là Indonesia, Singapore, Brunei, Thái Lan, Australia đều điều máy bay trực thăng để tìm kiếm ở những khu vực được cho là MH370 đã gặp nạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thế giới bề ngày phát sóng trực tiếp trên kênh VTC14, và chủ đề tuần này là xoay quanh sự biến mất một cách bí ẩn của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines xảy ra vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, với sự tham gia của khách mời là ông Đinh Đức Tuấn, là Phó trưởng Ban An toàn chất lượng và an ninh thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, kiêm thanh tra bay của Cục Hàng không Việt Nam. Hãy tiếp tục phần trao đổi với ông Đinh Đức Tuấn. Thưa ông, thì theo đánh giá về của Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn là Phó Tư lệnh Phòng không Việt Nam, thì cái cuộc tìm kiếm chiếc MH370 mất tích là một cuộc tìm kiếm sử dụng lực lượng lớn và quy mô lớn với nhiều chủng loại máy bay nhất từ trước đến nay, nhiều chủng loại thiết bị nhất từ trước đến nay. Thì ở quy mô lớn hơn cũng như là ở quy mô Việt Nam thì chúng ta đã bao giờ huy động một cái lực lượng lớn như thế để tham gia tìm kiếm một cái phương tiện bay mất tích chưa? Vâng, đây là lần đầu tiên là có quy mô lớn nhất, nếu chúng ta thấy trên thông tin, với số lượng máy bay, tàu và 14 quốc gia tham gia, và đặc biệt đối với Vietnam Airlines, đối với lệ Việt Nam của chúng ta, những cái trang thiết bị tối tân, những cái phương tiện tối tân hiện tại của Việt Nam chúng ta có đều đã được huy động, và chúng ta cũng đã lập sở chỉ huy, ví dụ như ở Cà Mau hoặc là Cần Thơ,
đó là lần này là lần quy mô nhất, kể cả so sánh với các vụ tai nạn trước, kể cả so với vụ của AF447 thì đối với vụ này là quy mô tìm kiếm là lớn nhất. Nghĩa là sự tham gia không chỉ của Việt Nam và của quốc tế, và cái vụ việc này cũng rất là lớn. Việc tìm kiếm một chiếc máy bay thì thông thường chúng ta nghĩ là nó rất là to, rất là lớn. Vậy nhưng mà trên thực tế thì khi mà nó mất tích thì việc tìm kiếm sẽ gặp vấp phải những cái khó khăn như thế nào? Nếu mà máy bay thường tai nạn chỉ xảy ra trong quá trình cất hạ cánh là nhiều, thì ở khu vực sân bay đã gọi là xảy ra trong giai đoạn cất hạ cánh thì xảy ở sân bay thì tiện lợi hơn nhiều so với máy bay, như trường hợp của máy bay MH370 bay trong giai đoạn bay bằng hoặc AF447. Chúng ta phải tìm kiếm trên một diện rất là rộng, đặc biệt là nếu mà vào rừng rậm hoặc là vào xuống biển sâu thì cái công tác tìm kiếm là cực kỳ khó khăn và vất vả. Tôi cũng được biết rằng người ta so sánh một chiếc máy bay khi mà nó bị mất tích như thế giống như là một cái kim ở dưới đáy biển, đúng không ạ? Bởi vì to thì trước mặt chúng ta thôi, nhưng mà trong rừng hoặc dưới biển thì nó như là một cái kim. Quay trở lại một trong những cái nghi vấn, mà một trong những câu hỏi rất là lớn đến thời điểm này sau khi máy bay mất tích, đó là máy bay được giữ liên lạc như thế nào và làm cách nào những cái liên lạc đó mất được, mất một cách toàn bộ như vậy. Thì ông có thể lý giải một cách cụ thể hơn cho khán giả biết là các máy bay được giữ liên lạc với mặt đất như thế nào? Vâng, chúng ta có thể là mô phỏng đa số các loại máy bay, và thậm chí đối với loại Boeing 777 thì chúng ta có thể nhìn vào một cái mô phỏng chiếc máy bay và các trang thiết bị dưới mặt đất, thì chúng ta sẽ có là hệ thống định vị toàn cầu có thể là thu phát tín hiệu khi máy bay bay bất cứ một vị trí nào. Chúng ta có hai loại radar sơ cấp và radar thứ cấp. Radar sơ cấp là phát hiện trên màn hình, là một cái chấm ở trên cái màn hình, và những cái radar này thường dùng ở trong phòng không quân sự nhiều hơn. Tuy nhiên có một cái hạn chế một chút là cái tầm không được xa lắm. Loại radar thứ hai là radar thứ cấp, có thể nhận dạng và định vị máy bay thông qua một cái cốt đặt ở trên máy bay. Trước khi cất cánh thì bao giờ tổ lái cũng được chỉ huy dưới mặt đất cho một cái mã cốt 4 số, thì khi đặt vào thì máy bay có thể ở bên dưới có thể nhận được số hiệu chuyến bay, tốc độ và vị trí máy bay. Còn một loại hình nữa, tức là hệ thống là chuyển dữ liệu của máy bay xuống dưới mặt đất bằng hệ thống computer. Như vậy là chúng ta có khoảng độ 4 cái hệ thống hoặc phương thức có thể là duy trì liên lạc giữa máy bay và mặt đất. Từ kinh nghiệm của ông thì với 4 phương thức liên lạc này thì cái khả năng, cái tỷ tần suất mà xảy ra mất cả 4 cái hệ thống liên lạc này cùng lúc có cao không ạ? Hầu như chưa có một ghi nhận nào trên thế giới, mặc dù đã rất nhiều máy bay sử dụng. Không cứ gì Boeing, riêng Boeing 777 đã trên 1.000 chiếc rồi. Còn các loại máy bay khác nữa, kể các dòng máy bay khác, ví dụ như Airbus chẳng hạn, thì chưa có một ghi nhận nào cùng một lúc mà mất hết tất cả. Nhưng với MH370 hình như là đã xảy ra rồi. Dạ, đã xảy ra. Và người ta nghi là do sự tác động một cách chủ quan, vâng, của con người vào đó. Như ông vừa trình bày thì để theo dõi, để giám sát một chiếc máy bay ở trên bầu trời, chúng ta có cả cái hệ thống radar dân sự và quân sự, thì thông thường chúng ta có kết hợp hai cái hệ thống lại với nhau? Hai hệ thống này phối hợp rất là chặt chẽ. Vâng. Và theo tôi được biết thì ở Việt Nam chúng ta tất cả các kế hoạch bay, các chuyến bay đi và đến Việt Nam thì đều được cung cấp cho bên quân sự để theo dõi. Tôi nghĩ đây là trong cái nhiệm vụ của phòng không quân, nếu mà có một máy bay lạ thì sẽ phát hiện xâm phạm vùng trời chúng ta, thì sẽ được phát hiện và sẽ có ứng xử kịp thời luôn. Vậy thì phải chăng những cái lo ngại liên quan đến cái thông tin về năng lực radar quân sự của các quốc gia, mà cái sự cung cấp thông tin từ phía Malaysia trong cái trường hợp này, trong câu chuyện này thì khá là chậm trễ? Thông tin này là tương đối chậm trễ, kết hợp giữa bên quân sự và bên hàng không, như vậy là thông tin đưa ra không thống nhất với nhau và đưa ra thời gian là bị chậm, gây khó khăn trong công tác xác định vị trí để tìm kiếm cứu nạn. Theo ông thì những thông tin về cái sự chuyển hướng cũng như là về cái hướng bay, về cái sự bay thêm bao nhiêu thời gian nữa, liệu các nhà chức trách của Malaysia biết sớm, biết vào khoảng thời điểm nào? Tôi nghĩ rằng là những cái thông tin này nếu mà có sự phối hợp tốt thì cái thời gian mà để biết được những thông tin này không cần phải dài, không cần thời gian là cả một ngày hoặc là nửa ngày. Tôi nghĩ trong vòng 30 phút hoặc một tiếng thì các thông tin sẽ được cập nhật, nếu mà phía Malaysia mà đưa ra một cái yêu cầu cung cấp cái thông tin này thì sẽ được đáp ứng kịp thời. Chứ không phải đợi đến một tuần, đến ngày, vâng, hôm qua thì người ta mới cung cấp cái thông tin một cách chính thức như vậy. Cái sự biến mất của chiếc MH370 thì cũng thực sự là làm cho rất nhiều người hoang mang. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều người còn niềm tin vào với phương tiện hàng không hiện nay. Ông đánh giá như thế nào về cái mức độ an toàn của vận tải hàng không so với các loại hình khác? Hôm trước thì tôi có đọc trên báo một cái thông tin đưa từ Mỹ,
là nếu mà so sánh các mức độ an toàn của vận tải hàng không so với lại phương tiện khác thì chúng ta đều biết là an toàn hơn nhiều. Người ta bảo là nếu một con người ngày nào cũng đi máy bay thì sau 123.000 năm có thể vẫn an toàn. Và thậm chí còn an toàn hơn cả người đi bộ. Và một cái thí dụ chúng ta cũng thấy rất là thực tế. 17 năm qua Vietnam Airlines vận chuyển hành khách tương đương với dân số của cả Việt Nam nhưng vẫn an toàn. Trong khi đó, đối với loại hình giao thông khác, chúng ta có thể nghe là mỗi một ngày có đến 30 người bị tai nạn. Vâng, vẫn có thể khẳng một cái niềm tin đó là hàng không vẫn là một cái loại hình vận tải rất là an toàn. Vâng, cảm ơn ông về thông tin vừa rồi rất là tích cực vừa rồi với những quý vị khán giả đang có lo lắng sau vụ máy bay mất tích của Malaysia. Thưa quý vị và các bạn, thì đến chiều ngày hôm qua thì Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định chấm dứt mọi hoạt động tìm kiếm ở vùng biển Việt Nam sau khi Thủ tướng Malaysia tuyên bố là ngừng tìm kiếm chiếc MH370 mất tích ở trên khu vực Biển Đông. Dù không hề có công dân Việt Nam nào trên chuyến bay này, song Việt Nam đã chủ động tham gia và dẫn đầu việc tìm kiếm chiếc MH370 của Malaysia Airlines mất tích với tư cách là một nước thành viên liên quan. Và hãy nhìn lại một phóng sự sau đây những về sự tham gia tích cực của Việt Nam trong cuộc tìm kiếm này. Theo đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đăng bài viết của tác giả Hứa Lệ Bình, chuyên viên Viện Nghiên cứu Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương và Toàn cầu thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Trung Quốc, hoan nghênh và bày tỏ sự cảm ơn những nỗ lực và sự chủ động tích cực của Việt Nam trong việc tìm kiếm máy bay bị mất tích. Dưới sự hỗ trợ của phía Malaysia, Việt Nam ngay lập tức đã điều máy bay và tàu thuyền tiến hành tìm kiếm tại những vùng biển có liên quan. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Anh BBC, qua các nỗ lực tìm kiếm, Chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ cho quốc tế tinh thần trách nhiệm cao trước một vụ việc mang tính chất nhân đạo liên quan đến nhiều quốc gia. Hình ảnh các chuyến bay, chuyến tàu tìm kiếm của lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam liên tục xuất hiện trên các báo Anh, trong đó nhấn mạnh Việt Nam đã hết sức nỗ lực dù không có công dân Việt Nam nào đi trên chuyến bay bị mất tích. Cũng qua những nỗ lực đó, Việt Nam đã chứng tỏ là nước chủ nhà ở một vùng biển quan trọng. Ngoài ra, việc Việt Nam cho tàu thuyền các nước đến hỗ trợ công tác tìm kiếm cũng làm nổi bật tính quốc tế của vùng biển Đông Nam Á. Các hãng truyền thông lớn như BBC, CNN liên tục cập nhật thông tin từ truyền hình và trang web từ Việt Nam. Truyền thông Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận các nguồn tin và trở thành nguồn thông tin chính cho các báo quốc tế. Các trang báo trong nước cập nhật và truyền tải rất nhanh các tin liên quan. Tên một số nhà báo Việt Nam cũng được các hãng thông tấn quốc tế đăng tải. Vụ việc liên quan đến chiếc MH370 mất tích thì là một sự kiện hiếm hoi mà Việt Nam đã cho rất nhiều những cái lực lượng quốc tế vào tham gia tìm kiếm trên vùng lãnh hải cũng như là không phận của Việt Nam, và đặc biệt cũng thu hút được rất là nhiều các phóng viên, nhà báo quốc tế đến để đưa tin, và cũng là một lần mà chúng ta thấy cái sự cởi mở về mặt thông tin của Việt Nam đối với lại báo chí quốc tế. Và liên quan đến vụ việc này thì phóng viên của BBC trang tiếng Việt thì có đánh giá là người Việt Nam quá tốt, trong khi Việt Nam thì không có gì liên quan nhiều. Vậy thì vì sao Việt Nam lại phải thể hiện một cái sự việc tìm kiếm nó lại công phu đến như vậy? Vâng, cũng như tôi nói lúc đầu, đây là vì vấn đề nhân đạo. Chúng ta thể hiện được cái truyền thống nhân đạo của chúng ta. Đó là bản chất của người Việt Nam, thứ nhất. Thứ hai nữa, đây cũng là trách nhiệm. Việt Nam cũng là thành viên của Tổ chức Hàng không Thế giới. Và đây là trách nhiệm khi mỗi vụ việc hoặc tai nạn nó xảy ra tại cái không phận của mình hoặc là trong lãnh thổ của mình thì trách nhiệm của cơ quan đó đều phải tham gia, phải tìm kiếm và cứu nạn. Chúng ta thể hiện cái trách nhiệm quốc tế của mình. Và cũng giống như là lời khẳng định của một lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, đó là khẳng định là cái mạng người, cái tính mạng con người được đặt lên trên hết, và Việt Nam làm tất cả là vì tính mạng của con người, đúng không ạ? Vậy thì cái này nó liên quan đến kinh nghiệm cá nhân một chút. Trong quá trình với 9 năm bay Boeing 777 và nhiều năm bay dòng Boeing, thì cá nhân ông đã gặp những cái sự cố nào liên quan đến dòng máy bay này chưa? Thực sự là sự cố thì chưa có, nhưng những trục trặc nho nhỏ thì có. Có thể là gặp phải thời tiết, có thể là một bộ ở trong một hệ thống nào đó của máy bay là có thể bị trục trặc. Tuy nhiên thì các chuyến bay đều được kiểm soát tốt. Vâng, đấy cũng là thông tin tích cực. Trong thời gian rất là gần đây thôi, cũng có một vài cái sự gọi là, chúng tôi dùng từ sự cố thì không biết có đúng với lại cách xếp loại của ngành hàng không hay không. Tuy nhiên thì chúng tôi gọi là sự cố liên quan đến những máy bay, ví dụ như là máy bay ATR bay từ sân bay Hải Phòng, cắt đi Hải Phòng đi Đà Nẵng mà mất một cái lốp, hay là máy bay bay lên rồi lại bay xuống bởi vì cái sự cố nào đó. Cái đấy không phải là hiếm đâu. Làm thế nào để cho hành khách yên tâm được ạ? Thực sự ra là hành khách cũng hiểu tất cả là vì sự an toàn hành khách.
trường hợp mà ví dụ như AT mà rơi một bánh đó là hy hữu. Tuy nhiên cái trục đó bây giờ đang gửi về nhà chế tạo để xem trong quá trình luyện kim hoặc là tôi luyện làm lên cái trục đó có vấn đề gì không. Nhưng mà đây hoàn toàn là hành khách vẫn cứ yên tâm, hoặc là máy bay lên xong lại xuống, hoặc quay đến một sân bay nào khác, kể cả vì lý do kỹ thuật cũng vì vấn đề an toàn. Mặc dù máy bay trong tầm kiểm soát nhưng hạ cánh ở sân bay gần nhất đó là đảm bảo an toàn cho hành khách. Ở trong khoảng từ Tết âm lịch cho đến nay thì tình hình thời tiết tại miền Bắc của Việt Nam thì rất là xấu. Cụ thể là rất là nhiều sân bay ven biển thì liên tục phải hoãn và hủy chuyến. Cụ thể thì cái tình hình thời tiết nó gây nguy cơ lớn hay không cho các chuyến bay của chúng ta? Nói về nguyên nhân của tai nạn thì thời tiết cũng là một yếu tố ảnh hưởng cũng rất lớn. Đợt vừa rồi chúng tôi cũng đã chủ động, thậm chí chủ động là hủy một số chuyến, ví dụ như Thanh Hóa. Bởi vì là chiếm đến 70% chuyến bay phải chuyển hướng hoặc là không thể hạ cánh được, không cất cánh được. Chính vì thế nên là đã chủ động. Bởi vì thời tiết nếu mà tầm nhìn trần mây nó thấp như thế thì nếu phi công cố tình xuống thì là vi phạm rất nặng nề về vấn đề an toàn. Mặc dù kể cả xuống được, kể cả êm ái, nhưng cái đó là không cho phép. Nguy cơ có lớn không ạ? Nguy cơ rất lớn. Như vậy là hành khách cũng có thể thông cảm với cái việc chuyến bay của chúng ta bị hủy hoặc bị thay đổi hành trình, đúng không ạ? Vậy thì cụ thể hơn liên quan đến cái việc tình hình an toàn bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, ông có thể chia sẻ với quý khán giả. Vâng, nói về tình hình an toàn của Vietnam Airlines thì bắt đầu từ năm 2009, chúng tôi đã xây dựng, thiết lập và vận hành hệ thống quản lý an toàn. Đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận đây là một mô hình tốt mà áp dụng ở trong hàng không. Những nội dung ở trong cái hệ thống này tương đối lớn, nhưng cũng nói để khán giả có thể yên tâm là nội dung cơ bản nhất của hệ thống này đó là vấn đề luôn luôn nhận dạng ra nguy hiểm và có hình thức quản trị rủi ro để làm sao giảm đến mức thấp nhất. Đó là cái nội dung rất lớn và quá trình này phải được thực hiện thường xuyên liên tục. Và hiện tại bây giờ vấn đề văn hóa an toàn ở trong hàng không thì được chúng tôi rất là chú trọng và được nâng cao hòa cùng với văn hóa an toàn giao thông của cả Bộ Giao thông Vận tải. Vâng, chúng ta nói đến là an toàn đường bộ, nhưng an toàn bây giờ thêm một cái nhiều người biết đến đó là cả văn hóa an toàn hàng không. Và ngay sau cái sự việc máy bay Malaysia mất tích thì ngành chức trách của ngành hàng không Việt Nam đã ban bố cái lệnh áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh tăng cường ở cấp độ 1 ở các cảng hàng không quốc tế, đúng không ạ? Vậy ông có thể lý giải là vì sao lại phải ban hành cái lệnh này và nó ảnh hưởng như thế nào đến hành khách? Nói về an ninh cấp 1 mới được tăng cường lên ngày 8 tháng 3, ngay sau cái công điện của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì toàn bộ ngành hàng không của Việt Nam đều triển khai an ninh tăng cường cấp độ 1. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng an ninh cấp độ an ninh có 3 cấp độ: cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Cấp độ 1 đây khi mà tình hình chính trị một số nơi trên thế giới có những cái biểu hiện là bất ổn và những cái đường bay chúng ta có thể xuất phát hoặc đến đó hoặc từ đó về Việt Nam. Hoặc là như đợt vừa rồi thì là sau cái vụ mà MH370 thì yếu tố con người, có nghĩa chúng ta cứ nói đây là có thể là khủng bố, có thể là can thiệp bất hợp pháp, thì Bộ Giao thông Vận tải đã ra một công điện để nâng cấp độ an ninh lên cấp 1. Thì khi nâng lên cấp 1 thì chúng tôi phải triển khai trong tất cả các lĩnh vực, từ sân bay cho đến vấn đề kiểm soát không lưu và đặc biệt là đối với những nhà khai thác. Nó cũng sẽ phiền hà cho hành khách, bởi vì khi tăng lên cấp 1 rồi thì hành khách phải xếp hàng lâu hơn, bởi vì giày, dây lưng có thể cũng phải tháo. Và có thể là nhân viên an ninh kiểm tra đột xuất 7-10% hành lý hoặc kiểm tra khách. Mặc dù đi qua máy soi rồi, không có tín hiệu, không phát hiện được gì, nhưng vẫn phải kiểm tra bằng tay, có nghĩa là bằng trực quan. Và nếu lên đến cấp độ 3 thì có thể là tăng đến 100% kiểm tra tất cả. Vì thế nên cũng mong quý khách trong dịp này cố gắng là chúng ta đến sân bay sớm hơn bình thường. Bởi vì cái việc kiểm tra nó sẽ gắt gao hơn, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì cái việc áp dụng cái an ninh cấp độ 1 này sẽ được tiến hành trong duy trì trong bao nhiêu lâu? Nâng lên cấp độ 1 này thì khi nào mà Ủy ban An toàn Quốc gia xác định rằng tình hình bây giờ tương đối ổn định, hoặc một vụ việc xảy ra đã tìm được nguyên nhân rõ ràng và đã lấp được những cái khoảng trống, những cái lỗ hổng ngay từ đầu như anh hỏi, thì lúc đó chúng ta sẽ quay trở về là quy trình an ninh thông thường. Vâng. Và chúng ta chắc là ít nhất cũng phải sau khi tìm ra chiếc MH370, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tuần tìm kiếm đã trôi qua nhưng người ta vẫn chưa tìm được bất cứ mảnh ghép nào đáng kể để vén cái màn bí ẩn liên quan đến chiếc MH370 mất tích của Malaysia Airlines.
và tất cả những gì mà thân nhân hành khách biết được chỉ là những tin tức mang tính vụn vặt và nhiều khi lại mâu thuẫn với nhau. Trong bối cảnh đó thì vô số những tin đồn đã được tung ra chỉ để thỏa cái sức tò mò của dư luận. Thậm chí là có một số người còn cho rằng là nhà chức trách Malaysia bằng cách nào đó thì đang tìm cách che giấu chiếc máy bay mất tích này. Bởi thế từ những lo lắng, đau khổ thì nhiều người nhà hành khách đã thậm chí chuyển sang cái tâm trạng giận dữ, hoang mang, và điều này cũng là hết sức dễ hiểu. Dù vậy thì trong một sự cố nghiêm trọng như thế này thì sự bình tĩnh và khẩn trương phối hợp chặt chẽ của những người trong cuộc là vô cùng quan trọng, và chúng ta cùng hy vọng điều này sẽ mang lại kết quả trong thời gian sớm nhất là việc tìm ra chiếc máy bay mất tích. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Đinh Đức Tuấn, Phó trưởng Ban An toàn Chất lượng và An ninh của Vietnam Airlines đã chia sẻ cho khán giả của VTC14 rất nhiều những thông tin bổ ích. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.